Dạ thưa chú, con nghe anh chị bà con cô bác chia sẻ là ở đây có một ngôi mộ của một cô gái rất là linh thiêng. Chú có thể chia sẻ cụ thể cho con được biết là hoàn cảnh của cô gái này, lý do tại sao mất không hai chú? Lý do là ngày trước là chồng đi chơi, ăn chơi bê tha, lại có vợ bé, mèo mỡ, gà đồng ở ngoài đời. Thành ra bỏ bê cô dân này, có buồn quá, thành ra cô mới thắt cổ con chết, rồi uống thuốc tự vẫn, chết luôn. Hai mẹ con chung một ngôi mộ, tối là nghe là rên rỉ, rất là nhiều người thấy. Sau này cái bắt đầu, không biết thầy bà sao không biết, lại khởi lấy cái hình cô đi, tới giờ hơi im. Là lấy cái hình của ngôi mộ này đi luôn hả chú? Lấy cái hình trong mộ bia đó, khởi ra lấy đi, không biết người ta luyện thiên linh, người ta làm gì mình không biết. Chú có thể dẫn cho con đi xem cụ thể không chú? Rồi đây. Đây đó, sao cái hình nè, cái hình gia tình. Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay Tình đi trên tuyến đường quốc lộ thì có nhìn thấy một cái khu nghĩa trang. Lúc chạy ngang qua thì Tình nhìn thấy có một bé trai đi từ ở trong cái hướng này đi ra. Thì Tình có trò chuyện với bé trai thì bé trai chia sẻ là nhà của bé trai sống trong cái khu nghĩa địa. Bé trai có chia sẻ là cha mẹ bé trai là làm cái công việc nhặt ve chai, và bé trai này thì không có đi học, nên vì vậy Tình cũng dừng lại để trò chuyện với bé trai để xem hoàn cảnh của bé trai này như thế nào. Nếu có hỗ trợ được gì cho bé trai thì Tình sẽ cố gắng kết nối với quý cô bác anh chị mạnh thường quân hỗ trợ cho bé trai. Chú chào con. Con tên gì hả con trai? Khánh. Khánh năm nay nhiêu tuổi rồi con? 10. Con có đi học không Khánh? Dạ không. Ba mẹ con không có cho con đi học hay sao? Dạ đi làm hoài tại nên không có ở nhà. Cha đi đâu con cũng đi theo làm hết. Nhỏ lớn con chưa được đến trường ngày nào luôn. Giờ con dắt chú vô trong nhà cho chú trò chuyện với cha mẹ con đi ha. Con có mấy anh em Khánh? Dạ 4, không 5 gì. Tối con ngủ ở đây con có sợ không Khánh? Dạ không. Quen rồi hả con? Dạ. Mẹ con đây hả Khánh? Dạ. Em là thím của nó. À, thím của nhóc nhỏ này hen. Dạ. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ lúc nãy em đi trên tuyến đường nè, có nhìn thấy bé trai ngồi trên cái ngôi mộ đó. Thì có trò chuyện với bé trai thì biết bé trai này 10 tuổi rồi mà chưa có đi học. Nghe gia đình mình sống ở trong cái khu nghĩa địa đó nên em cũng dừng lại trò chuyện với bé trai. Giờ chị cho phép em trò chuyện với gia đình mình hen. Dạ. Đây cho chú xin cái mic nha con trai. Dạ. Chị cho em đeo cái mic cái hen. Dạ chị ơi, chị cho em hỏi là chị tên gì hen? Tôi tên Hiền. Dạ, chị Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi chị Hiền? Năm nay tôi 40 tuổi. Dạ. Chị Hiền có mấy bé chị Hiền? Tôi được 4 bé. Dạ. Gia đình của mình là sống trong cái khu nghĩa địa này là từ xưa giờ luôn hay sao chị? Dạ. Này là đất của nhà mình luôn hay là mình không, vô đây mình dựng lên mình ở? Rồi mình vô đây rồi mình dựng mình ở. Dạ. Nhà mình cũng mới sửa lại hả chị? Dạ. Tại thấy tôn mới không nè? Dạ. Rồi năm nay gia đình mình ăn Tết lớn không hả chị? Năm nay em cúng trong nhà một chút rồi chứ đâu có mua cái gì. Dạ. Thấy gia đình không có trưng hoa quả trái cây cho ngày Tết hen. Rồi ông xã của chị đâu? Ông ở đâu? Ông ngoài mấy có ngôi mộ ngoài á hả? Dạ. Dạ thôi được rồi chị, để em trò chuyện với chị này chút xíu ha. Rồi hàng ngày chị làm công việc gì hen? Ngày tôi đi lượm ve chai.
Dạ. Rồi ông xã? Ông xã thì thường ngày ông cũng đi lụm, mà giờ cái ông chóng mặt hoài, ông bệnh hoài á, rồi không dạ. có đi, mình tôi đi. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ sao ở nhà không cho nó đi học chị? Tại lần khổ quá rồi cái đi làm, đi tùm lum hết trơn á. Dạ. Rồi cái không có cho nó đi học. Lớn học được tới lớp 3, lớp 4 rồi cái nghỉ luôn. Dạ. Giờ làm gì chị? Giờ nó cũng ở nhà vậy đó, mỗi lần người bán vé số rồi cái bây giờ cái nghỉ. Dạ. Hoàn cảnh của gia đình mình là sống trong cái khu nghĩa địa như vậy, tối ngủ có sợ không chị? Tối cũng sợ, ở từ từ ghét rồi nó cũng quen à. Dạ. Có khi nào tối ngủ mà bị nhát không chị? Tối ngủ rồi cũng bị nhát, nhưng mà từ từ ghét rồi mình dái á. Dạ. Bắt đầu nó hết à. Dạ. Mình dái bắt đầu nói đừng có nhát nữa, để nếu muốn ăn gì ấy thì cúng cho rồi. Dạ. Từ từ cái hết à. Cụ thể những lần mình bị nhát là nhát làm sao chị? Thì nó vỗ cửa đồ vậy á. Nó nói chuyện xì xào khó ngủ lắm. Ghê vậy chị? Chứ ở trong đây phải chịu rồi. Nghe tiếng như là có ai đó nói chuyện vậy thôi. Dạ. Nhưng mà tới mở cửa ra thì không có ai hết trơn á. Dạ. Tại khuya rồi. Mà lúc mình nghe tiếng xì xào là tiếng nam hay tiếng nữ chị? Tiếng nghe tiếng nít không à. Ở đây ấy lạ lạ là lại là tối là nếu mà có ngủ là bị à. Tiếng nít nó cười, nó giỡn đồ nhiều lắm. Dạ. Có bao giờ người thân gia đình mình lên đây ngủ mà bị nhát chưa chị? Có thằng em thứ tư rồi đó, nó đi làm về á. Dạ. Gật đầu nó ngủ. Dạ. Bắt đầu nó thấy người ta chui cái đầu vô, bắt đầu nó sợ, nó la quá trời la. Là sao chị, em chưa hiểu chị. Kiểu mà nhà có cái cửa sổ á. Dạ. Bắt đầu nó ngủ nhất tối, bắt đầu nó thấy người ta chui cái đầu vô ngay cửa sổ đó. Nghĩa là đang nằm ngủ á, quay cái mặt ra nhìn cửa sổ á hen, rồi thấy người ta thò đầu ra hả chị? Dạ. Lúc em trai của chị bị nhát lúc đó chị sợ không hả chị? Lúc đó sợ á, thì vừa nửa đêm cái giật mình thức dậy rồi nó la vậy cái cũng sợ. Lạnh la lớn luôn hả chị? La lớn lên. Trời ơi. Nói thật chứ gia đình chị cũng ghen á, chứ bình thường một người chắc không dám đến đây ở đâu, tại vì xung quanh toàn là mồ mả không à. Tại khổ rồi bắt đầu rồi vô ở đại á. Dạ. Mà chị cho em hỏi là hai vợ chồng mình á thì cũng còn khá là trẻ mà làm không có dư hay sao chị? Tại khổ quá rồi cái cứ đi làm hoài rồi. Em thương á là em thương hai đứa nhỏ nè. Dạ. Tại vì thằng bé này mới có 10 tuổi mà không có được đi học á, ý em là như vậy á. Dạ. Là mình không có chăm lo cho nó đi học á để nó có cái tương lai sau này nó sáng lạng hơn á chị. Dạ. Tại khổ quá cái không có cho em nó đi học được. Dạ. Cứ đi làm suốt. Dạ. Làm tháng 2 tháng bắt đầu hết mùa bắt đầu về. Rồi con trai, cho chú hỏi nè, Tết giờ ba mẹ có mua đồ cho con không? Có. Mua cho con cái gì nè, kể chú nghe coi. Dạ. Hai bộ đồ. Trời ơi. Rồi cho chú hỏi nè, hàng ngày cha con á với con đi nhặt ve chai, cha con có nhậu không? Cha con có đánh bài không? Dạ. À, chú gửi cho con ít tiền mua sữa nè. Cảm ơn chú. Còn thằng bé kia nó không có nhà hả chị? Dạ không. Dạ. Đây em gửi cho chị thêm phần tiền nữa ha. Em gửi cho chị 1 triệu đồng này là tiền của cô Nguyệt. Gửi cho gia đình mình ha. Tại vì em cũng chưa biết hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào á. Dạ. Tạm thời thì em xin gửi tặng cho gia đình mình 1 triệu tiền của cô Nguyệt. Mong rằng nó san sẻ yêu thương với gia đình mình ha. Rồi vậy tôi cũng cảm ơn cô, gửi lời cảm ơn cô. Dạ. Đưa mẹ cất đi, để mai mẹ mua cho bộ đồ với mua sữa cho uống nha. Ông nhắc đến teo à. Còn cái chị này là ai? Chị này là em dâu, nhớ em dâu Út. Dạ. Chị đi bán vé số hả chị? Trời ơi, bán vé số bán đâu trong nghĩa địa ai mua? Vô nhà anh mà. Em dâu, vậy là em ruột của chị hả? Không, em ruột của ổng là chồng của em. Em ruột của anh em ruột của anh chồng của nó là em chồng của tôi. Dạ.
Bởi vậy này là hai chị em bạn dâu. Chị em bạn dâu á. Dạ. Lúc nãy em tưởng đâu hai chị em ruột, tại sao người trắng, người đen. Thấy lạ lạ. Em ở Cà Mau lắm anh. Dạ. Rồi còn nhiều không để em mua ủng hộ cho con Nhiếp. Dạ. Bạn cũng không bỏ anh ơi. Trời ơi, đi bán vé số phải tới chỗ đông người người ta mới mua chứ. Đi bán đâu ở trong nghĩa địa ai mua chị? Như nhà anh á. Dạ. Anh lấy cho em 5 tờ đi. Mua ủng hộ nha. Dạ. Biết còn tiền mua không nữa nè. Dạ, 5 tờ 32 nè. Dạ. Chúc anh may mắn. Tờ gì? 32 hả? Dạ. Đây nè, đó. Chúc anh may mắn nha. Dạ. Tối chị cũng ngủ ở đây luôn á hả? Dạ, em ngủ em ở nhà trọ bên kia. Làm sao không dám ở? Mà nhát qua mới mở. Nhát làm sao chị? Nhà rồi ngủ ở đây ba đêm được vài bữa nữa anh đi làm á rồi không có ở thì được có hai đứa con nhỏ nữa. Dạ. Ba đi mai nhát không dám ở đâu. Mai nhát á. Lúc trước đây có cây dừa này nó cung gơ luôn á. Nó giật cung gơ mà không có ai gáo nó ai hết trơn rồi sợ nó sao muốn về chỗ ở luôn à. Hai chồng muốn về chỗ ở luôn nó mở luôn á. Giờ bình tĩnh lại nè ha. Ờ. Kể lại cụ thể nè. Lúc trước đây có cây dừa nè, cây dừa thế này nè. Dạ. Mà mai nó cung gơ mà ra giờ không thấy ai hết trơn. Rung rơ là rung rơ cái gì? Cái đọt cây mà nó cung gơ lia lịa chứ mà ra gió không thấy ai chứ. Gió nó thổi mà chị. Ừ, thổi sao mà thổi ma nhét á. Rồi sao nó, đợt sau nó thổi vậy nè. Con ma càng ngày nó càng bự càng to, cao lên nè. Nó ghim mặt với mình á, rồi đó sao sợ luôn dám. Làm sao? Con ma bự càng ngày nó càng bự lên nè. Nghĩa là chị thấy con ma. Nó càng ngày nó càng bự lên mà đi nó còn nghinh á. Nó nghinh nhưng mà nghinh á. Nó nghinh em á, nó nghinh nên là sợ. Đó sao lại nó mở đâu. Dạ chị bình tĩnh lại ha. Chị chia sẻ cụ thể cho em được biết là lúc mà chị thấy cái cô gái đứng ở đây nè là dạ. Đứng ngay tại chỗ này luôn hay là đứng đi từ ngoài kia vô? Đi vô mà nó nghinh. Nó nghinh vậy á. Mà càng ngày nó càng cao nha. Nó từ nó thấp mà nó lên cao lên. Thằng cháu cũng thấy nữa. Chị nó cũng thấy nữa. Lúc đó rồi là cô gái nó mặc đồ màu gì chị? Cái màu trắng, tóc màu đen mà nó cao bằng cái độ kỳ bằng cái trắng mà trắng độ trắng kỳ lắm. Giống áo dài mình không chị? Tựa vậy đó. Dạ. Mà nó không đụng đất nha, mà nó đi cao lên vậy đó. Không đụng đất giống như mình đi đâu, không đụng đất. Mà nó càng cao lên vậy đó. Mà nó nghinh vô nó chứ hồi mất biết mất tiêu. Là cái ai có súng lại la ôm nhau la quá trời luôn. Dạ. Rồi cái nó biết mất tiêu. Tóc dài không chị? Tóc ngang dài vậy à. Dạ. Dạ. Mà lúc đó nhiều người thấy lắm hay sao chị? Có thằng cháu thấy, mấy người kia không thấy. Dạ. Tại vì cái người đó hình như là nghe cởi là hai mẹ con chết á. Dạ. Hai mẹ con chết còn chung cái bả cũng gần ngoài đó đó. Mới chết là gửi linh á. Hai mẹ con chết chung cái mã ngoài kia. Không thấy nít mà thấy phụ nữ. Vòng vòng đây chôn nít chôn nhóc luôn á, nít nhỏ nên mới đẻ chết á, chôn dạ. Nhóc luôn. Lúc mà chị thấy cô gái mà đứng ở chỗ này nè, càng ngày càng to lên lúc đó chắc nổi da gà luôn á hả chị ha. Dạ, sợ muốn nhà ở luôn á. Em nghe chị kể mà em còn sợ luôn á chị. Vì đâu mà thấy càng ngày càng to lên là thấy ớn luôn á chị. Nói hồi dẫn lông tay chứ. Sợ. Đây nè em thấy nổi da gà luôn rồi nè chị. Rồi còn cái chỗ cây dừa là ngày xưa ở đây hả chị? Đây đó có cây dừa người ta đốn mất tiêu rồi người ta xây hàng gạo nè. Dạ. Hồi xưa là cái nhà này là cái mái lá hả chị? Không có lá bằng cột bằng cao su á. Dạ. Bùng bền vậy. Mới sửa lại. Dạ. Cũng nhà mạnh thường quân giúp đỡ sửa lại được cái toàn với là bên toàn nhảy toàn đốc nhà mới sửa lại á. Là cái nhà này mạnh thường quân giúp đỡ hả chị? Dạ. Nãy chị có chia sẻ với em là chị có hai đứa con. Dạ. Giờ chị đi bán đây ai giữ con? Nó ở nhà ên á. Con nhỏ hơn thằng bé đó một chút. Dạ. Dạ. Đứa nhỏ nhất là nhiêu tuổi chị? 5 tuổi, đứa lớn 7 tuổi. Dạ. Rồi ông xã đâu mà để chị đi bán vé số như vậy? Ông xã đi cai rồi. Đi đâu chứ chị? Được 8 tháng rồi. Đi cai hả chị? Dạ. Chị đang nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. Ảnh nhiêu tuổi rồi? 40. Hai đứa nhỏ nhà có đi học không chị? Dạ chưa. Chưa đi học tại dịch bệnh quá với lại chưa biết ở đây hay về Cà Mau nữa. Chưa biết nên chưa cho nó học. Quê gốc mình ở Cà Mau hả dạ, chị? Dạ quê em ở Cà Mau. Cà dạ. Mau làm dê. Dạ. Còn đây quê chồng á. Rồi giờ có mình bán vé số đủ lo cho hai đứa nhỏ không chị? Cũng nhờ mấy mạnh thường quân mà người ta làm thiện nguyện á, người ta giúp đỡ cho gạo cho này chỗ kia ăn nhá. Dạ. Dạ. Rồi ở đây về lát tối dám đi ra ngoài không? Dạ,
chút thì thường anh đi giờ dắt này làm về đó, em không hỏi đây dắt này đâu. Dạ. Tối đó thằng con đó, thằng con đó. Là nhóc này ngày xưa nói với chị nhìn thấy thấy cái ma cô ngày gái đứng đây nè đúng không? À, thằng bé nè thấy con ma ngày ngày thằng to. Chào con đó. Trai, con tên gì? Con tên Trường. Trường năm nay nhiêu tuổi rồi con? 18. Trời ơi 18 tuổi sao đẹp quá vậy? Sao ảnh ngại em hay sao ảnh ra ngoài đó anh đứng hoài vậy? Anh hai ơi. Chào chú. Này con gọi là bằng chú hay bằng anh ta? Bằng chú. Gần 60 hả? Tại vì thấy cô còn trẻ đó. Dạ. Cho em xin cái mic đó nha. Dạ. Nãy giờ sao đi ra ngoài kia đứng? Muốn đi ra đi vòng vòng, bây giờ ở đây thì thường thường cũng ưa đi vòng vòng coi sóc mã mồ rồi kiếm lúc mằn cỏ gác rồi ở thành phố người ta về người ta cũng có cho tiền. Cũng nghĩa là chú ở đây rồi cũng chăm sóc những ngôi mộ ở đây luôn. Vậy đó. Tết đâu về cho tiền lì xì xài. Dạ. Nãy con có nghe cái chị bán vé số chia sẻ là cái nhà này được Mạnh Thường Quân xây cho mình đó đúng không chú? Hồi trước á là coi như là nhà nước cho và cái nhà tình thương. Dạ. Rồi sau này bắt đầu nó hư hết trơn rồi mới được Mạnh Thường Quân kêu gọi Mạnh Thường Quân cho được nóc đồ này nọ. Viên mới toàn này mình dần ở kính. Hồi đó là coi như nó đúng ra là ở đây là lịch sự lắm rồi đó. Hồi trước là chú ở ngay chỗ mấy cái tháp đó đó. Dạ. Hồi đó ở đậu đất người ta còn nhà sập nó không cho cất lại. Chú mới qua trên giữa đó, chú cất cái chòi chú ở đó đó. Dạ. Rồi có cái mã ở bên sông kiểu mà chết. Rồi kiểu mà giận chồng, mà có vợ nhỏ vợ bé. Dạ. Chết cái bắt đầu thắt cổ con chết rồi uống thuốc từ giận chết hai mẹ con chôn chung mã luôn. Ồ cấp đó ở đó là ngủ là bằng đêm là nghe là rên rỉ than thỉ luôn á. Hồi mới chết á. Có phải là cái cô gái mà nãy đứng đây cái chị kia chia sẻ không? Không biết phải không thì mình không biết nhưng mà nãy nó nói không biết nhưng mà là cô đó là tên Dân á. Là ngày trước ở bên đầu cầu bạn nghe. Dạ. Đó là bằng đêm là đi là người ta đi ngang là thấy là dẫn con đi luôn á. Con 3 tuổi rồi mà dám thắt cổ cho con chết luôn á. Gì ghê vậy chú? Treo cổ con rồi uống thuốc từ dẫn chết luôn, dẫn chồng á. Trời đất ơi. Linh lắm sau này cái bắt đầu người ta mới là người ta mới loại cầu không biết làm cái gì còn khởi lấy cái hình đó đi luôn. Khởi cái mộ bia trong mộ bia cái hình của nó là đem đi luôn. Dạ chú có thể dẫn con lên cái nền nhạc cũ của chú được không? Ok ok. Nghe chú kể mà con thấy nó phiêu phiêu luôn á chú. Nó hấp dẫn quá chừng luôn. Mà ở đây nhiều người thấy lắm hả chú? Trời ơi. Cỡ đó là hồi mới cho là cách chừng 6 tháng sau là nước ở trong cái mã nó chảy ra. Trời ơi. Chú mới lấy cái xi măng á. Dạ. Chú lấy xi măng bắt đầu chú mới chám lại chám chỗ này nó xì chỗ khác. Dạ. Này là cái giếng hả chú? Đây là cái giếng. Dạ. Giếng để cho mấy thằng nó tắm. Giếng cho bà con người ta rửa mã, rửa mồ rồi đó. Dạ. Đây. Ngày trước hồi đó là cái nền nhà chú ở đây. Đó. Đây. Là cái nền nhà chú ở đây nè. Dạ. Ở chỉ diện tích chỉ có bao nhiêu thôi. Dạ. Còn cái mã của cô đó là mình ở đây nè. Nào tới giờ chú chỉ cho mình coi nè ha. Những lời của chú chia sẻ rất là trùng khớp với cái chị bán vé số lúc nãy chia sẻ luôn á. Đây. Đây là cái mã của cô Dân. Dạ. Hồi đó chết là bên đó coi như hai mẹ con nằm chung một mã luôn á. Nghĩa là hai mẹ con chung một mộ luôn á ha. Ngày trước là ở đây là xì. Xì đó, đó cái dấu xi măng của chú đắp đó phải không? Ở đâu chú chỉ cụ thể đi chú. Đây nè. Nè mà cái dấu xi măng là chú đắp nè, mà tới giờ vẫn còn gịnh nè thấy không? Dạ. Nè. Dạ. Nè thấy không? Chú dạ. Đắp xi măng đó là nó xì nước ở trong đó ra xì hả chú? Xì nước trong đó ra. Rồi lúc nãy chú có chia sẻ với con là người ta cạy lấy cái hình đây đây bên này thì vòng qua đây. Hình còn đẹp lắm mà còn trẻ lắm. Mới có là đi... chồng của cái cô gái này có vợ nhỏ. Có vợ nhỏ hen.
rồi cái buồn giận, cái tức tử quá ha. Đó, Khởi lấy cái hình đó, thấy không? Khởi lấy cái hình rồi đó. Dạ. À, mà hồi lúc mà chú ở đó đó nha, là coi như hồi mới cho nha là khóc lóc than thỉ. Là chú mới gà. Chú gà chú rủ nhàn giới, nó là thôi về đây ở. Cũng ở chung với tôi luôn đi, đừng có phá thấy con cái tôi. À, cũng giới. Nhưng mà nói đúng ra cô thì cũng than khóc. Vậy chứ không có phá gì tôi hết. Bây giờ tôi ở đây nó đúng ra là những người chết trôi, chết nổi rồi với xong rồi là tôi công an lại mượn tôi đem về đây, không có thân nhân á. Đem xuống mé đó đó, chôn dưới đó đó. Dạ. Nhiều lắm, cả khoảng chừng mười mấy người đó, hồi đó giờ. Ở dưới đó đó hả chú? Ở lúc dưới lùm đó đó. Là những cái ngôi mộ mà không có người thân là tự tay chú chôn luôn á ha. Đó. Như ở đây nè, cái này ở quyền hội nè. Dạ. Đó, cái chỗ cái dưới gốc cây đó là ở quyền hội đó, chết nó trôi ra sình như con trâu vậy đó. Dạ. Rồi công an biết làm sao, cái bắt đầu công an xã nó giờ lại mượn ông hai bé. Dạ. Ông thì gan. Dạ. Rồi mới đầu mới đem lên đây chôn, cái này cũng khoảng chừng 15 năm rồi. Dạ. Rồi nó lạng quá, cái ở đây có ông ba trắng. Ông nói bây giờ mày tao mua gạch cho mày xây. Dạ. Nó xây cho khúm khúm vậy đó. Dạ. Cô gái này ngày xưa rất là linh, linh nhưng lắm. Mà không có phá chú thôi. Không có phá mà tối cho người ta thấy thôi, đúng không chú? Khi đi ngang này là thấy đi trong này đi ra, khi lúc ngồi ở trên mã xả tóc là coi như xả tóc nha, ngồi khóc than khóc kể lể nhưng mà là coi như là để coi cái ông cái dòng chùa ông đã chết rồi, là nó mẹ chồng tại ngu chết. Mà bây giờ ngu và tự nhiên tự giận chết, bây giờ ngồi khóc lóc cái ông đó là ông không có sợ nha. Ông đi về nửa đêm gặp vậy đó, phát tóc nó nhào ra gượt, ông bỏ hết xe đạp chạy luôn. Con dân này nè. Gì ghê vậy chú? Khoảng chừng là 6 năm về trước là nó gượt người ta luôn á. Dân này nè. Dạ. Nghĩa là cái ông chú mà dưới cái xóm này ha, ở ngoài chùa là mới nói là cái cô gái này tự nhiên đi tự giận ha, cái ban đêm đi ngang cái tuyến đường này là bị rượt ha, bị rượt luôn á, là không đi trước là nó rượt cơn sao á, là ông bỏ xe đạp ông chạy bộ luôn, quăng xe đạp luôn. Ông đó là ông Sáu Thu đó. Dạ. Ông năm nay ông chết rồi. Vậy là cái cô gái này rất là linh luôn á, rất là nhiều người thấy rồi đó. Nó đúng ra là ban đêm khi lúc thấy nó đi thấy rất là nhỏ, tự nhiên lát nó cao nên đi tự nhiên là thấy chặt, người ta thấy là chặt cua vô tới cây dầu này là mất. Sáng ta nói ta là ồ vậy là con dân rồi, bây giờ là cái cây này giờ người ta phá cho nó chết, hồi đó nó đứng chỗ cái cây này là cái cây khô đó đó hả chú? Bây giờ người ta làm chết rồi đó. Thật sự không biết mọi người có tin hay không, nhưng mà những lời chú chia sẻ với cái chị bán vé số lúc nãy đó là hai người thật sự rất là trùng khớp với nhau. Nó ngày trước là nó cũng có ở đậu với tôi ở đây thời gian là coi như có 3 ngày là chạy ra mướn phòng trọ ở, nó bên Cà Mau nó về, nó là em dâu Úc. Dạ. À, nó không được anh hai rồi, em ở đây không được, giấc trưa cũng thấy giấc trưa cũng thấy mà chiều cũng thấy tối cũng thấy vậy thôi, em ở không được thành ra mướn nhà trọ ở. Còn chú thì cái dạng mà làm như là lì giết thành gan. Nghĩa là mình hết đường rồi đó. Hết đường đó. Bắt buộc mình phải sống ở đây rồi mình phải chấp nhận với cái điều đó, đúng không? Vậy đó, chấp nhận rồi phải với cái điều đó, thành ra chú bây giờ khi cũng nguyện đó, bây giờ bà con cô bác tôi vô đây tôi sống với cô bác thì mấy cô bác giùm phù hộ giúp đỡ cho gia đình tôi được mạnh khỏe để tôi mà ăn nuôi con tôi, nghèo khổ quá quý vị ơi. Dạ. Nửa gian giấy vậy. Cái tháng thì cũng nấu mâm cơm cũng lần. Dạ. Có gì cũng nấy. Dạ. Khi chú đi mần xa về, người ta biết làm như là có tiền, mỗi lần chú mần xa về chú ưa dọn mâm bàn cơm canh rồi cúng. Dạ. Khi lúc nào quên chú ngủ cái giường cho tới như cái giường vậy nè. Dạ. Chú nằm dài đi làm như có người đi ngang nhắc cái giường lên để xuống. Gì ghê vậy chú? Lại trong nhà của chú chẳng hả? Trong nhà đó nhắc cái giường lên nè. Dứt mình lồm cồm ngồi dậy hỏi bà, nãy giờ bà có động đậy gì giường không bà? Nó trời ơi tôi ngủ như chết vậy, đâu biết gì đâu. Dạ. Em gà nó thôi tôi quên, để mời nấu cơm, mời
các vị về ăn cơm, đừng có chọc ghẹo để cho tôi ngủ, tôi đi xe về đường xa mệt lắm, về im ru không có gì hết. Ở đây mà nói thật với chú luôn á, nếu mà họ là yếu yếu con vía là sợ là bỏ chạy mất từ lâu rồi. Dạ. Ở đây mười mấy năm, biết làm như là mấy người ở đây hình như người ta cũng là quen, bó tay với tôi đây. Dạ. Tôi cũng có cháu ngoại rồi, xa nó về. Dạ. Về cũng ra đốt nhang với bà con cô bác đây, bữa nay có cháu tôi về, đừng chọc ghẹ để cho nó ngủ cho yên nha. Dạ. Nên vậy rồi, bắt đầu cũng êm. Nãy giờ con trò chuyện với chú cũng khá là lâu. À. Mà chú chưa có chia sẻ cho con biết cái công việc cụ thể của chú là làm gì. À, vậy là tôi ở đây thì cũng như là bao nhiêu năm hồi trước thì bán vé số. Rồi sau này dịch bệnh quá ngán quá, bây giờ chuyển qua nghề đi mua phế liệu. Đi vợ cũng gặp cũng lụm phế liệu vậy đó. Hồi nãy cô có chia sẻ với con là chú lâu lâu bị nhức đầu tưng tưng là sao đúng, chú? Đúng rồi, bị gì khi lắm lúc là làm như là mình lớn rồi cái máu não nó cao quá đi. Mình làm việc nặng không được hay sao? Không, không làm việc nặng được. Bây giờ là đi mần nặng là làm như là nó lên máu thường xuyên. Dạ. Lúc nãy con có trò chuyện với nhóc Khánh á. À. 10 tuổi rồi mà nó không có đi học, con thương nó quá chú ơi. Thì đó. Con nghĩ rằng rất là nhiều quý anh chị em bà con cô bác thương nhóc Khánh á. À. Thì hoàn cảnh khổ quá, chú khổ quá, thành ra không có khả năng. Bởi vì biết sao, không phải không có khả năng gì, bây giờ đi học thì không có tốn tiền gì. Nhưng mà chú bỏ nhà chú đi làm hoài à. Khi lúc ở đâu thì có việc làm cái là gom hết gia đình đi vậy, thành ra không việc học hành của anh Khánh thì không có được. Dạ. Nhưng mà nó ở nhà thì cũng nó không chịu ở nhà, mà ở nhà cũng không ai coi. Dạ. Đó, vậy đó. Giờ muốn liên hệ với chú là liên hệ sao? Bây giờ liên hệ điện thoại đi chú, chắc nay mai cũng mua điện thoại vì cái sim của chú còn. Mà chú nhớ số không? Bà xã nhớ, chú không nhớ. Dạ. Nhân tiện ở đây thì chú đọc cái địa chỉ cụ thể cái nơi mình đang ở đi. Dạ. Ví dụ như có bà con cô bác nào gần đây muốn đến đây thăm mình nó cũng dễ. Dạ. Ở đây thì ấp Dòng Chùa, xã Phương Thạnh. Dạ. Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Dạ. Địa chỉ thì chú cũng đã đọc. Số điện thoại thì tí xíu nữa tình sẽ để ở bên dưới phần bình luận. Quý cô bác anh chị nào quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho chú đây. Dạ, dạ. Năm mới xin chúc chú và gia đình mình có thật nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài ha. Xin mến chúc quý cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong một cái video mới nhất của kênh YouTube Tình Vlog.